kính chào quý bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Cô là Nguyễn Thị Thúy Hằng, giáo viên trường tiểu học số 1 Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Hôm nay cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các em trong tiết toán của lớp 2 chương trình sách giáo khoa mới. Trước khi vào bài học của ngày hôm nay, cô cần lưu ý các em một số điều sau. Các em chú ý ngồi học ngay ngắn, tìm nơi có đầy đủ ánh sáng. Không ngồi quá gần màn hình TV, máy tính hoặc điện thoại. Tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ học tập mà cô giao. Để tiết học của chúng ta đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị những đồ dùng học tập sau. Thứ nhất, đó là giấy trắng. Các em có thể sử dụng giấy A4. Thứ hai là kéo, thước, bút chì, hồ giảng, hộp màu và giấy thủ công. Cô lưu ý các em sẽ sử dụng giấy không có keo. Để tạo không khí thoải mái cho tiết học của chúng ta, cô mời các em cùng xem một đoạn video. Thế giới hình học rất thú vị đúng không các em? Ngày hôm nay cô sẽ đem đến cho chúng ta một trải nghiệm cũng đầy thú vị cùng với các dạng hình học thông qua bài học 45. Bài học của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành lắp ghép, xếp hình với các hình phẳng đã biết. Bây giờ chúng ta cùng vào bài học. Hãy đọc to đề bài cho bố nghe cùng nghe nào. Bài 1. A. Dùng các mảnh bìa sau. Lắp ghép thành các hình A, B, C. Các em hãy quan sát và nói cho bố mẹ biết các mảnh bìa có dạng hình gì. À, đúng rồi. Ở đây có 3 mảnh bìa. Mảnh bìa thứ nhất có dạng hình chữ nhật và 2 mảnh bìa còn lại có dạng hình tam giác. Nhiệm vụ của các em là gấp ghép các mảnh bìa đã cho thành các hình A, B, C. Muốn ghép được các hình A, B, C, các em hãy quan sát với cô. Hình A được ghép như thế nào? Quan sát chúng ta có thể thấy hình A được ghép bởi một hình chữ nhật được dừng với phương thẳng đứng và hai hình tam giác hai bên cũng được đặt với phương thẳng đứng. Còn hình B thì như thế nào? À, với hình B chúng ta có hai cách ghép. Cách thứ nhất, các em có thể ghép hai hình tam giác tạo thành một hình chữ nhật nằm ngang. Hình chữ nhật còn lại các em sẽ đặt với phương thẳng đứng. Cách thứ hai, các em sẽ đặt hình chữ nhật nằm ngang, hai hình tam giác còn lại các em sẽ tạo thành một hình chữ nhật với phương thẳng đứng. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu hình B. Bây giờ hình C thì như thế nào? Với hình C, các em sẽ đặt hình chữ nhật nằm ngang và hai hình tam giác hai bên.
và em đã có sạch giờ chứ nó. Bây giờ hãy thực hiện với bố mẹ của mình. Các em đã hoàn thành chưa nào? Kiểm tra công cố. Với hình A, cô lấy hình chữ nhật đặt với phương thẳng đứng. Hai hình tam giác, cô xoay đặt phương thẳng đứng nằm hai bên của hình chữ nhật. Cô có hình A. Các em đã làm được chưa nào? À, cô khen các bạn có kết quả đúng giống như cô. Chúng ta cùng sang hình B. Cô sẽ lấy hình chữ nhật nằm ngang hai hình tam giác, cô ghép lại thành một hình chữ nhật theo phương thẳng đứng. Như vậy cô đã có được hình B. Cách 2, cô lấy hai hình tam giác ghép lại thành một hình chữ nhật theo phương nằm ngang, và hình chữ nhật còn lại cô sẽ đặt theo phương thẳng đứng. Như vậy cô có hình B. Các em có ghép được giống như cô không nào? Cô có lời khen đến các em. Chúng ta tiếp tục với hình C. Với hình C, cô sẽ lấy hình chữ nhật đặt theo phương nằm ngang và hai hình tam giác hai bên. Như vậy là cô đã hoàn thành hình C rồi. Các em đã hoàn thành bài của mình chưa? Cô có lời khen đến các bạn. Chúng ta cùng sang bài tập B. B, hình nào là hình tự giác? Hãy quan sát ba hình A, B, C và nói cho bố mẹ biết hình nào là hình tự giác. Kiểm tra công cố nào. À, quan sát chúng ta thấy được hình A và hình C là hai hình tự giác. Vì ta thấy hình A là hình có bốn cạnh. Hình C cũng là hình có bốn cạnh. Còn hình B không phải là hình có bốn cạnh. Như vậy, chúng ta đã tìm ra được hai hình tự giác trong hình A, B, C. Với bài tập 1, cô và các em vừa thực hành lắp ghép các hình phẳng để tạo thành các hình. Và chúng ta cũng vừa nhận diện là hình tự giác. Bây giờ chúng ta cũng quan sát tránh. Hãy nói cho bố mẹ biết bức tranh vẽ gì nào. À, bức tranh vẽ những chú cá đầy màu sắc. Cô giới thiệu với các em, đây là những con cá được gấp từ giấy màu. Các em còn muốn gấp những con cá như thế này không? Chúng ta cùng vào bài tập 2 nào. Hãy đọc to đi ba cho bố mẹ nghe. Bài 2. Em hãy gấp các tờ giấy màu theo hướng dẫn ở hình sau để tạo thành những con cá nhiều màu sắc. Quan sát tránh quy trình gấp và nói cho bố mẹ biết. Để gấp một con cá bằng giấy màu, chúng ta phải thực hiện mấy bước? À, chúng ta sẽ thực hiện 6 bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các em quan sát và cho biết con cá được gấp từ mảnh giấy hình gì? À, rất đơn giản, chúng ta có thể nhận ra được gấp từ mảnh giấy hình vuông. Vậy muốn gấp một mảnh bìa hình vuông, chúng ta phải làm thế nào? Cô mời các em cùng xem video hướng dẫn cách cắt hình vuông. Cách kẻ 1. Đánh dấu điểm A ngay góc giấy. Từ điểm A đếm sang phải 8 ô, đánh dấu điểm B và đếm xuống 8 ô, đánh dấu điểm D. Từ điểm B đếm xuống 8 ô, đánh dấu điểm C. Dùng bút và thước kẻ nối 4 điểm với nhau, ta được hình vuông ABCD. Cắt theo 2 đường kẻ, ta được hình vuông.
Ngoài cách 1 mà các em vừa quan sát trên video, các em có thể sử dụng cách 2 của cô. Các em sẽ dùng bút đánh dấu điểm A, đếm sang 8 ô, đánh dấu điểm B. Từ điểm A, đếm xuống 8 ô, đánh dấu điểm D. Từ điểm B, đếm xuống 8 ô, đánh dấu điểm C. Dùng thước và bút kẻ các điểm mà các em vừa đánh dấu. Ta có hình vuông ABCD. Sau đó các em dùng kéo cắt theo đường mà các em vừa kẻ. Ta cũng có được hình vuông ABCD. Nào, bây giờ các em hãy chọn một màu giấy màu mà em thích và dùng kéo cắt hình vuông. Các em chú ý sử dụng kéo một cách cẩn thận nhé. Các em đã cắt được hình vuông chưa nào? Như vậy các em đã cắt được hình vuông. Vậy từ mảnh giấy hình vuông đó chúng ta sẽ xếp con cá như thế nào? Các em hãy cùng cô quan sát lên màn hình. Bước 1. Cô lật mặt sau của tờ giấy, xoay chéo góc, gấp đôi tờ giấy để tạo thành đường dấu giữa, sau đó mở ra. Như vậy là cô đã hoàn thành bước 1. Bước 2. Gấp hai mép hai bên trùng với đường dấu giữa. Như vậy là cô đã hoàn thành bước 2, tạo thân cá. Vậy để tạo vây cá thì ta phải làm thế nào? Chúng ta cùng sang bước 3. Bước 3. Cô lật ngược mép phải ra đường gấp ngoài. Cô hoàn thành bước 3. Tương tự như vậy, bước 4. Cô lật ngược mép trái ra đường gấp ngoài. Hoàn thành bước 4, vậy là cô đã tạo được váy cá rồi. Tiếp theo, chúng ta cùng sang bước 5. Bước 5. Lật úp mẫu gấp, xoay ngang. Như vậy là ta hoàn thành bước 5. Bước 6. Các em sẽ dùng bút, bút chì hoặc bút xạ để vẽ mang cá, miệng cá và mắt cá. Bây giờ cô sẽ thực hiện trên giấy màu cho các em cùng quan sát. Cô giới thiệu với các em đây là màu giấy hình vuông. Các em sẽ lật mặt sau của màu giấy, xoay chéo góc, gấp đôi màu giấy để tạo thành một đường dấu giữa. Sau đó các em mở ra. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước 1. Tiếp theo các em là cùng cô quan sát cô thực hiện bước 2 nhé. Bước 2, cô gấp hai mép hai bên trùng với đường dấu giữa. Như vậy là cô hoàn thành bước 2, tạo thân cá. Bây giờ cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta bước 3. Thực hiện bước 3, các em lật mép phải ra đường gấp ngoài. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước 3. Với bước 4, tương tự như bước 3, các em lật ngược mép trái ra đường gấp ngoài. Như vậy, hoàn thành bước 3 và bước 4, chúng ta sẽ tạo được váy cá. Các em đã theo dõi kịp chưa nào? Tiếp tục, chúng ta cùng theo dõi cô thực hiện bước 5 nào. Bước 5, lật úp mẫu gấp. Sau đó các em xoay ngang màu gấp. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bước 5 rồi. Bước 6, các em dùng viết vẽ mang cá,
miệng cá và mắt cá. Đây là con cá mà cô đã sử dụng viết để vẽ xong mắt cá, miệng cá và máng cá. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước 6. Như vậy là cô vừa hướng dẫn đến các em 6 bước gấp một con cá từ giấy hình vuông. Các em có thể sử dụng nhiều loại giấy, nhiều màu khác nhau để tạo thành những con cá nhiều màu sắc. Bây giờ hãy nói cho bố mẹ biết vừa rồi cô đã hướng dẫn cho chúng ta gấp một con cá qua mấy bước nào? À, vừa rồi cô đã hướng dẫn đến chúng ta muốn gấp một con cá từ mảnh giấy hình vuông, chúng ta phải thực hiện 6 bước. Các em có thể trang trí sản phẩm của mình bằng cách sử dụng giấy A4 để vẽ những cái bức tranh về biển hoặc suối. Sau đó mình trang trí lên những bức tranh đó. Nào, bây giờ các em hãy lấy mảnh giấy của mình ra và gấp những con cá mà các em yêu thích nhất. Vệ sinh xinh cá vàng bay trong bể nước ngồi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng. Hai vệ sinh xinh sao mà bơi nhanh thế, cá vàng thấy bọ gầy nên đuổi theo rất nhanh. Cá vàng bắt bọ gầy cho nước thêm sạch trong. Hai vệ sinh xinh cá vàng bay trong bể nước. Cô giới thiệu với các em ở đây cô có một bức tranh và những con cá đầy màu sắc mà cô đã gấp. Bây giờ cô sẽ tiến hành dán những cái con cá này lên để trang trí cho bức tranh. Cô sẽ sử dụng hồ dán bôi lên mặt sau của những con cá.
Như vậy là cô đã hoàn thành bức tranh của mình rồi. Các em có thể sử dụng những con cá các em vừa gấp nhiều màu sắc để trang trí cho góc học tập của mình. Cô hy vọng là các em đã có một tiết học vui, bổ ích. Cô chào và hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.